mặc dù xác định sẽ dùng sức người để bù đắp khoảng trống về công nghệ, nhưng thầy và trò huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn thừa nhận để duy trì việc dạy và học trong điều kiện hiện tại là rất khó khăn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dạy học qua truyền hình đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn gần một tháng nay. Tuy nhiên, qua theo dõi thì việc triển khai dạy học qua Internet và truyền hình chỉ tương đối thuận lợi đối với học sinh thành phố và các vùng có điều kiện, còn ở những vùng lõm, vùng cao như các huyện Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông thì rất khó khăn. Dạy học qua mạng bơ. Nhà con không có điều kiện, không có TV, không có mạng Internet, cũng không có điện thoại thông minh. Con không có gì để học hết. Theo khảo sát của Phòng Giáo dục huyện miền núi Nam Đông, tỷ lệ hộ gia đình có mạng Internet ở khu vực trung tâm huyện đến nay mới chỉ đạt 50%, trong khi đó tỷ lệ này ở các xã còn rất khiêm tốn. Thêm một khó khăn nữa là tuy gần như 100% hộ dân ở các xã có TV, nhưng không phải nhà nào cũng xem được bài giảng trên đài truyền hình của tỉnh. Số lượng mà gia đình của các em mà có máy kết nối Internet cũng như có điện thoại thông minh để đủ tiêu điều kiện tổ chức dạy học thì tỷ lệ rất thấp. Như vậy thì tỷ lệ của khảo sát thì có nhiều trường chỉ có khoảng từ 10 đến 30%. Và chủ yếu là giáo viên soạn các cái bài tập rồi là hướng dẫn các em tự làm là chủ yếu. Việc hướng dẫn cái bài mới thì đang gặp khó khăn. Một số nhà quản lý giáo dục ở các địa phương này cho rằng nếu phải tiếp tục áp dụng công nghệ để duy trì việc dạy và học thì trước mắt cần có sự tập trung đầu tư, hỗ trợ việc dạy học qua truyền hình vì nó khả thi hơn, thậm chí có thể kêu gọi xã hội hóa vì thiết bị kết nối chỉ rơi vào khoảng 300.000 đồng một thiết bị và việc đầu tư này nên ưu tiên cho các gia đình học sinh cuối cấp vì kỳ thi cũng đã đến gần.